Mineral Hot Springs Bình Châu, thế giới khoáng nóng đầu tiên tại Việt Nam. Dẫn đầu xu hướng du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe cùng khoáng nóng thiên nhiên, là thành viên của Hiệp hội Thủy trị liệu Thế giới Femtech trực thuộc WHO. Với phong cách thiết kế mang đậm bản sắc Nhật Bản, thủ phủ khoáng nóng thế giới, Minera mang đến văn hóa tắm onsen tại Springs Casa, kết hợp các tiện ích dịch vụ chăm sóc sức khỏe độc đáo và ẩm thực đặc sắc. Tất cả chỉ là sự khởi đầu. Với Springs Pool, hồ khoáng rộng nhất Đông Nam Á, sẽ làm phong phú thêm trải nghiệm wellness của bạn. Đắm mình vào làn nước và tận hưởng nguồn năng lượng từ mạch khoáng nóng độc nhất của miền Nam Việt Nam. Đặc biệt với Around the World Spa, nơi tụ hội văn hóa khoáng nóng thế giới, không gian nhiệt kỳ liệu kiểu Phần Lan, phiên bản thu nhỏ của kỳ quan thế giới lâu đài bông Thổ Nhĩ Kỳ, hồ tắm ngoài trời kiểu Đức, hay cảm giác như lạc lối đến Hy Lạp với hồ tắm trong nhà phong cách Santorini, Wabi Sabi, khu vườn Nhật với triết lý vẻ đẹp đến từ những điều bình dị nhất, thiết kế riêng để thỏa mãn cả năm giác quan, đưa chúng ta trải qua từng cung bậc cảm xúc khó quên. Minera, nơi năng lượng nước kết nối bạn và người thân, nơi lắng nghe cảm xúc của chính mình, nơi cảm hứng về lối sống wellness được lan tỏa theo dòng chảy của thiên nhiên. Mineral Hot Springs Bình Châu, khám phá năng lượng nước.